Xin chào các khán giả thân mến của Crowd Luxury. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chúng tôi. Để có thêm nhiều hơn các sự lựa chọn cho các quý cô, hôm nay chúng tôi xin phép giới thiệu đến các bạn một mẫu đồng hồ nữ đến từ thương hiệu Vacheron Constantin. Vacheron Constantin là một trong những cái tên luôn nằm trong top 3 thương hiệu đồng hồ xa xỉ thế giới. Rạng danh với những tuyệt tác đồng hồ kinh điển cùng sự kết hợp hoàn mỹ giữa nghệ thuật và kỹ thuật chế tác lâu đời. Thương hiệu có 8 bộ sưu tập khác nhau, bao gồm các phiên bản dành cho nữ. Nổi bật nhất là Overseas, Patrimony, Traditional và Historic. Trong đó, Ezzery là bộ sưu tập đầu tiên đầy đủ mọi mô hình dành cho phụ nữ, được sản xuất in-house kể từ 17 năm về trước. Ezzery được thiết kế xoay quanh sự phức tạp của haute couture, nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp, và haute couture, trang phục thủ công độc quyền. Năm 2003, Vacheron Constantin đã phát hành bộ sưu tập đồng hồ dành riêng cho nữ mang tên Ezzery, có nghĩa là nàng thơ, với hình dạng thơ nâu đơn giản. Tiếp đến, năm 2020, chúng ta lần nữa lại được gặp gỡ sự trở lại của cái tên này với một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Bộ sưu tập bao gồm 4 mẫu chính. Đầu tiên là mẫu đồng hồ self-winding 35mm. Tiếp theo là đồng hồ quartz 30mm. Thứ ba là mẫu đồng hồ Moonphase 37mm. Và cuối cùng là đồng hồ Moonphase đính kim cương pavé 37mm. Chưa dừng lại ở đó, năm 2021, phù hợp với chủ đề Classic with a Twist của Meissen, Thụy Sĩ, những bổ sung mới cho dòng đồng hồ đặc biệt thanh lịch này là hai mẫu pavé kim cương tự lên dây cót của Ezzery với hai phiên bản Ezzery Self-Winding với chất liệu vỏ vàng trắng và vàng hồng, mang tên Ezzery Self-Winding Diamond Pavé. Và nhân vật của ngày hôm nay chính là một chiếc đồng hồ vô cùng lộng lẫy, Vacheron Constantin Ezzery Self-Winding Diamond Pavé, mang mã hiệu 4606F0000R B648. Và đây cũng là một trong những phiên bản ấn tượng nhất trong bộ sưu tập. Chiếc đồng hồ sở hữu bộ vỏ kích thước 35mm, dài 9,52mm, được làm bằng vàng hồng, được phủ kín bởi 303 viên kim cương round cut. Có thể gọi chiếc đồng hồ này là một món trang sức cao cấp với những viên đá quý được gọt rũa hoàn hảo. Nét đặc trưng của Ezzery là phần mặt số táo bạo lệch tâm, được thiết kế xung quanh hai vòng tròn đan xen nhau bằng vàng hồng. Một chất liệu tuyệt vời để cộng hưởng với sự lấp lánh đến từ 574 viên kim cương đầy sao hoa, giúp làm nổi bật lên các cọc số và bộ kim với chất liệu vàng hồng 18K. Tên thương hiệu không được đặt ở vị trí trung tâm như ta thường thấy, mà được thiết kế nhỏ gọn, ôm sát vành bezel từ góc 9 giờ đến 7 giờ. Lịch ngày được bố trí tinh tế, được tạo thành một vòng cung. Check lên là núm crown đặt một cách táo bạo ở 1 giờ 30 phút, đi cùng một viên kim cương rose cut 0,12 carat. Ezzery đã thấu hiểu tâm lý các quý cô khi chiếc đồng hồ đi kèm hai sự lựa chọn dây đeo là dây satin màu xám nâu và dây da cá sấu nâu sậm. Đi kèm là phần khóa biểu tượng Mantis bằng vàng hồng, đính 17 viên kim cương tinh xảo. Tinh hoa nghệ thuật chế tác đồng hồ được thể hiện trên cả mặt số và mặt sau của chiếc đồng hồ này. Sau lớp kính sapphire trong suốt cho thấy bộ máy bên trong. Đặc biệt, rotor bằng vàng 22K được lấy cảm hứng từ cây thánh giá Mantis, mang tính biểu tượng của Vacheron Constantin, cũng góp phần phô bày trọn vẹn vẻ đẹp của bộ máy, là minh chứng cho chuyên môn của Meissen, được tích lũy không gián đoạn kể từ năm 1755. Chiếc đồng hồ hòa hợp nhịp nhàng với bộ chuyển động tự lên cót Calibre 1088, có khả năng dự trữ năng lượng đáng ngưỡng mộ lên tới 40 giờ và chống thấm nước 30 mét.
với tổng trọng lượng chỉ 62g. Các quý cô hoàn toàn thoải mái khi diện chiếc đồng hồ trên cổ tay cả ngày. Vacheron Constantin nói riêng hay các thương hiệu cao cấp nói chung ngày càng chú tâm phát triển cho các dòng đồng hồ nữ bởi nhận thức và sự quan tâm của phái đẹp dành cho đồng hồ xa xỉ càng cao hơn chứ không còn là riêng phái mạnh nữa. Bộ sưu tập Ezuri có thể đáp ứng phù hợp với mọi gu thẩm mỹ của phụ nữ với chức năng nâng cấp, vẻ cổ điển nhưng vẫn sang trọng đẳng cấp và dây đeo có thể thay thế được khiến chúng có thể dễ dàng đồng hành cùng các nàng trong mọi phong cách từ cổ điển đến hiện đại. Trên đây là phần review về chiếc đồng hồ Ezuri Self-Winding Diamond Pavey mang mã hiệu 4606F000R B648 từ Crown Luxury. Các bạn cảm nhận thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đón chờ những video tiếp theo của chúng tôi.